Rồi, thảo luận cho các bác. Hôm nay thì clip này em muốn quay giới thiệu nội thất cho các bác chiếc đầu CD Marantz 50SE nhé. Đó. 50SE. Đấy. Đây, nó như này. SE thực ra nó là cái viết tắt của chữ Special Edition. Nó là kiểu dạng phiên bản đặc biệt. Đấy. Em bày nó là hàng châu Âu nhé, hàng Bỉ. Và điện 220. Đấy. Nút open nó ở đây anh em nhé. Open ở đây. Nhưng mà khi mà anh em đóng vào ấy thì anh em bật luôn nút play. Còn nếu mà có những cái dòng mà nó chữ open close thì anh em sẽ ấn lại. Khi đang mở ấn thì nó thành đóng, và khi đang đóng thì ấn nó thành mở. Nhưng cái này nó chỉ có nút open thôi, tức là chỉ là mở thôi anh em nhé. Đấy, mặt mũi này rất là đẹp. Và đặc biệt em này đang có giá rất là tốt nhé, 7 triệu. Thị trường những em 50SE mà hàng châu Âu, hàng Bỉ như này, điện 22 này thì nó dao động khoảng tầm 8 triệu, 8 triệu 2. Đây là ốc nhá. Ốc vẫn ốc zin. Bốn ốc bên hông là vẫn zin. Còn rất là đẹp. Ốc đằng sau là ốc hoa thị. Vẫn origin á, ốc hoa thị. Cái dòng Âu này nó rất chuộng dòng ốc hoa thị này này. Đấy, em này là sử dụng giải mã TDA 1541. Đây anh em nhìn này. Giải mã tức là nói chung là đầu đĩa là không phải là cái giải mã như có một số anh em mà mới chơi cứ nói giải mã là hiểu là chuyển đổi tín hiệu số sang analog này kia, nhưng đợi cái đấy cũng phải nhá. Nó giải mã tức là nó chỉ là một cái đầu CD bình thường thôi, nhưng mà thưa nó có giải mã và để về chất âm nó giải mã ra tiếng nó tốt hơn thôi. Nó vẫn là đường analog. Đấy, bây giờ em bật thử cho anh em nghe thử nhé. Tiếng em này thì rất là sạch sẽ hay. Mắt rất là tốt. Quắc xanh đặc trưng của những cái dòng Marantz, dòng châu Âu người ta cũng chuộng dòng quắc xanh thời đấy. Đây anh em nhìn đấy. Đó. Made in Belgium này. Điện 240V. Em cẩn thận em ghi thêm cái 220 vào đây. Thực ra với những cái dòng điện 220 thì nó cũng yên tâm hơn là dòng 100. 100 thì đấy, mọi cái origin nha anh em nhé. Phần đáy đó là cái dòng này nó là kiểu thiết kế kiểu kiểu này nhé, kiểu tôn màu này nhé. Đây là zin và rất là đẹp. Nó không như anh Nhật thì một số dòng thì người ta hay 7 màu, còn dòng này thiết kế tôn nó kiểu này. 7 triệu. Mắt rất là tốt, tiếng thì rất là sạch sẽ chi tiết. Hoàn toàn anh em có thể chơi vào những cái bộ high end được. Nhà nàng chung vách với nhà. Triệu CD Marantz 50 SE. Anh em quan tâm thì alo cho bên em nhé.